Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ quay một video clip ngắn để giới thiệu về sơ qua về trung tâm và chỗ làm việc cũng như văn phòng nơi em làm việc nhá. Và giá cả như thế nào, cụ thể như nào em sẽ hướng dẫn kỹ để cho mọi người tham khảo ở trên video nha mọi người nha. Bây giờ theo vào văn phòng nhá. Xin mời mọi người vào, đây là văn phòng nơi làm việc của em. Và đây là trong văn phòng nha. Đây là giới thiệu mọi người, đây là chỗ tiếp khách. Khi mọi người bắt đầu mọi người đến để đăng ký đấy. Thì đây này, hai hàng ghế đây là mọi người sẽ ngồi đây, và đây là vị trí của người tư vấn nhá. Ngồi vào đây mọi người sẽ đăng ký. Ở đây là chơi nơi làm việc đây. Đây là bàn làm việc của đây là một em nhân viên đẹp trai mới vào làm nhá. Đi xa cái mắt ra. Còn đây là hai em nhân viên nữ, nhưng mà hiện tại là giờ này giờ nghỉ trưa nên mọi người em đi ăn cơm đấy nhá. Còn đây là chỗ làm việc của em. Chào chị đang ở kia. Đây là nơi làm việc của em mọi người ơi. Thì sắp tới đấy thì em sẽ dán một lá cờ Việt Nam ở đây. Thì khi là mọi người mà vào đấy thì mọi người sẽ biết là vị trí của em là vị trí là người Việt Nam làm việc đây mọi người nhé. Mọi người chỉ cần đến là có nghĩa là từ thứ hai đến thứ bảy thì em sẽ luôn luôn làm việc ở đây, là giờ hành chính. Có nghĩa là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối sẽ làm việc tại đây. Nên mọi người chỉ cần đến là sẽ gặp em rồi, chứ không cần phải liên lạc hay là gì thì mới biết là em làm đây là mọi người nhé. Ở đây, đây là 우리 학원 원장님, 우리 원장님. Đây là hiệu trưởng của trung tâm cũng kiêm giám đốc của trung tâm nhé mọi người nhé. Đây là sếp của em đấy. Còn đây, 우리 부장님, 우리 학원의 부장님. 부장님 인사, 부장님 인사. Thật ra đây mọi người rất là vui tính, cũng rất là hòa đồng, người Việt Nam mình ấy. Mọi người đến đây á, mọi người cứ vô tư, cảm nghĩ rằng đây cảm thấy như một gia đình ấy, chứ mà nơi làm việc đây là mọi người cứ thoải mái đến nhé. Đây là vị trí của hai nhân viên nữ, rất là xinh gái, nhưng mà giờ nghỉ trưa nên em đi ăn cơm rồi ngay nhá. Thì mình sẽ giới thiệu qua giá cả. Đây thì như mọi người biết đấy, đây là bảng giá đây, có ngày trong đây có đầy đủ các giờ học nhé, có ngày là 3 tiếng an toàn và 4 tiếng cơ bản kỹ năng ở trong sân và 6 tiếng ở ngoài đường. Thì giá cả các giờ học tổng cộng ở đây đó, thành tiền là tất cả phí giờ học phí thi là 708.500 đồng. Và đến dưới đây có là bao gồm tất cả các thuế, các phí bảo hiểm, phí ra bằng và phí bằng lái tạm thời của mình ấy, là bao gồm thành tiền ở đây thì tổng cộng là 848 cao hơn mọi người ạ nhá. Có nghĩa là trên đây giá đầy đủ. Chỉ nhiều khi nhiều bạn hỏi mà em tư vấn đấy, tại sao mọi người thắc mắc là tại sao lại kiểu như là so sánh với nhiều trung tâm ấy, tại sao trung tâm khác thì có hơn 600, hơn 700 mà tại trung tâm mình là 848. Thì mọi người hiểu nhầm là ý là em kiểu như báo giá lân tiền lên đấy, thì có cái trong số tiền này em ăn 100 hay là bao nhiêu đấy không có mọi người ạ. Mọi người cứ đến đây là giấy tờ nó rành mạch lắm nhá, mà phí thuế tất cả như nào nó ở trên đây hoàn thành tiền đấy hết, nên là mọi người yên tâm đi, em không ăn một khi nào ở trong đây, mọi người đừng hiểu nhầm nhá. Còn em ấy là một thật là một người làm việc làm công ăn lương mọi người, lương cơ bản đây mọi người nhá. Khi mọi người đến đây thì em sẽ ngồi tư vấn và em sẽ gọi là hướng dẫn cụ thể chi tiết từng giờ học, từng giá tiền như thế nào, mọi người yên tâm nhá. Còn bây giờ thì em sẽ dẫn mọi người đi tham khảo phòng học an toàn nhé. Đi theo em mọi người đây. À, với lại đây nó quên mất một công trình, một đoạn. Khác từ bên đây. Đây, để mọi người. Khi á mọi người đến trung tâm ấy thì mọi người sẽ được phát một cái thẻ này nhé mọi người nhé. Cái thẻ này bởi sao mọi người được phát cái thẻ này? Có nghĩa là các tiết học nhá, 3 tiếng an toàn này và 4 tiếng kỹ năng cơ bản này, 6 tiết hành ngoài đường ấy, thì mọi người sẽ được phát cái thẻ này nhé. Và mọi người sẽ đến đấy, mọi người sẽ chích thẻ đây, cái đầu đen này nhá, mọi người sẽ cho xuống như này đây, mọi người chỉ cần chích vào máy này tích, sau đó là nó sẽ tít một cái, nó hiện cái đỏ đây, mọi người sẽ chích dấu vân tay ở đây nhá. Như vậy là được. Còn nếu như mọi người không biết thì có thể hỏi em, hỏi đúng nhân viên là dễ nhất, mọi người nhiệt tình nhá. Đi xem đây. Hôm nay này lớp học ai không? Còn đây thì mọi người bên trong đang ngồi học ấy, nên là mình cũng không muốn làm việc mọi người không? Nên mọi người biết đây là phòng học cơ bản 3 tiếng nhá, an toàn giao thông cho mọi người nhá. Nếu mọi người chỉ cần đẩy cửa vào thôi là thầy sẽ chào đón mình ở bên trong nhá mọi người nhá. Này yên tâm. Đó, đi. Này đi ra ngoài nhá. Bên ngoài này thì nói chung là giờ lánh là giờ ăn trưa mọi người ạ. Thầy thật sự nhiều người Hàn ấy thì mọi người cũng ngại, mọi người ngại lên trên mạng ấy. Thì kia là phòng bếp ăn của trung tâm mình này. Có nhá, nếu như mà các anh chị, các em hoặc các bạn ấy mà đến học 4 tiếng một ngày ấy, có thể ăn cơm cùng mình ở tại trung tâm này luôn nha. Là không phải gì đâu ngại, cô nấu bếp ăn nó ngon lắm.
Còn đây mình đi ra đây ấy, đây chỗ này, chỗ này là vệ sinh. Mọi người đi vệ sinh ấy thì mọi người chỉ cần đi ra đây thôi đó, mình sẽ giới thiệu hết cho mọi người. Còn đây là đi đây là chỗ này, bắt đầu là mình ra ngoài sân học kỹ năng nha mọi người nhá. Những cái xe đỗ kia là để mọi người học đó. Thì đến đây thì bộ sẽ đăng ký theo giờ, theo thì nó sẽ số xe của mình. Khi mình đến đây thì các thầy sẽ hướng dẫn và đưa xe cho mình đi học nha. Thế là mọi người yên tâm nhá mọi người ơi. Thì có gì ấy thì em đăng như này thì mọi người, nếu như mọi người vẫn thắc mắc ấy, thì mọi người để hỏi nhắn tin em qua Facebook Đừng Bận Tâm. Hoặc là em sẽ để cái đường link Facebook của mình ấy ở trên cái video này. Nếu như mọi người thắc mắc ấy, thì mọi người cứ vào đây ấn vào trực tiếp thì mọi người sẽ biết được cái Facebook của em nha. Hoặc là cả số điện thoại của em nữa nha mọi người nhá. Đây mọi người ơi, thì giới thiệu mọi người nhá. Đây là xe buýt đưa đón của trung tâm, có nghĩa là hỗ trợ đưa đón học viên mình quanh Trân An. Thế nên là mọi người đừng có ngại ngần về vấn đề mà mình phải đi học phải mất tốn tiền taxi hay là xe buýt xa ngại mọi người nhé. Có nghĩa là trung tâm mình sẽ có xe từ xe số 1 này, số 2, số 3, số 5 và số 6. Thì mỗi xe sẽ hỗ trợ đưa đón quanh một khu vực ấy. Ví dụ xe số 5 thì hỗ trợ đưa đón quanh Trích San và Trân An, à sông An Dược. Đó. Còn xe số 2 thì hỗ trợ đưa đón quanh Terminal. Và xe số 6 thì ở khu vực Ưm Bông và Bún Tăng Tông nha mọi người nhé. Còn xe số 3 sẽ ở Sanh Nông Tông. Còn xe số 1 thì ở Tu Trông Tông. Đó, nên mọi người ở đâu thì mọi người chỉ cần đến đăng ký thì em sẽ tư vấn cho mọi người. Có nghĩa mọi người ở đâu thì chỉ nói với em thôi, nói với mình. Thì mình sẽ gọi tư vấn cụ thể số xe đưa đón mọi người nhé. Đó, đây xe buýt đây. Từ số 1, số 2, số 3, số 5, số 6. Không có xe số 4 nha mọi người nha. Không có 1, 2, 3, 4, 5 mà 1, 2, 3, 5, 6 nha mọi người nha. Đó. Thì chỉ cần mình chỉ muốn giới thiệu mọi người là trung tâm có xe buýt đưa đón, nên là mọi người hãy yên tâm, hãy đến với trung tâm Trung An Samsung của mình nha mọi người ơi.